Hai, chào cả nhà. Thì cách đây khoảng 30 phút thì Phi Lê có nhận được một cái đoạn clip ngắn của chị Hoa ở dưới Sa Đéc ở cả nhà. Thì coi như là lại thêm một lần nữa chị Hoa ở dưới Sa Đéc tiếp tục coi như là gọi điện thoại cho Phi Lê và gửi cái đoạn clip qua Zalo cho Phi Lê là thông báo là nói là chị mới cứu được 16 con bé chó nữa cả nhà. Chị đã mượn đi vay, mượn tiền nóng, tiền giang hồ gì đó là tổng cộng là hình như là 6 triệu rưỡi tiền 16 bé chó, là chị cứu là 16 bé chó là 6 triệu rưỡi. Với lại chị nói á là phải tiền thuê xe lên đây nữa, tiền thuê xe tải lên đây nữa là 2 triệu 2, thì tổng cộng là 8 triệu 7 cả nhà. Thì thật sự mà nói luôn, thì trong cái hoàn cảnh đang trong cái lúc này thì tất cả trạm cứu hộ nào cũng vậy, trạm cứu hộ nào cũng ngợp hết trơn á, không có ai mà nhận tiếp nhận những cái hoàn cảnh này hết trơn á. Nếu mà thật sự có mấy ấm nào mà tiếp nhận những hoàn cảnh này thì Phi Lê sẽ bàn giao và chị Hoa lại cho những cái mấy ấm đó. Thật sự mà nói thì mấy ấm với Phi Lê rất là ngợp luôn rồi cả nhà, rất là đông, và coi như là tiền tốn, tiền gạo, tiền sữa, coi như là tất cả các thứ, tiền thức ăn này nọ, Phi Lê rất là đuối luôn cả nhà. Thật sự mà nói thì bây giờ chị Hoa chỉ cầu cứu Phi Lê, thì Phi Lê chỉ biết làm cái đoạn clip này và đăng tải lên kênh YouTube của Phi Lê để cho mọi người biết cái sự việc như vậy là như vậy. Chứ thật sự mà nói thì mấy ấm của Phi Lê cũng quá phải rồi cả nhà. Mà bây giờ không có trạm cứu hộ nào mà nhận hết trơn, gọi trạm này thì trạm này lại nói quá tải, rồi không cứu, biện lý do tất cả các thứ đủ đều hết trơn. Nói chung là bây giờ chỉ có trạm máy ấm của Phi Lê là coi như bao nhiêu cũng cứu, bao nhiêu cũng cứu. Thật sự mà nói thì bây giờ Phi Lê rất là đuối luôn. Thì bây giờ Phi Lê mời cả nhà cùng nghe cái đoạn clip ngắn chị Hoa tâm sự cho cả nhà cùng nghe nha cả nhà. Em Phi Lê, tôi qua quay cái đoạn clip này nè, tôi gửi đi cho ông. Mình sáng cái đoạn này á, cái tôi gặp mấy thằng thầy á, nó treo á, mấy cái đó lên, cái nó đập đầu, nó bằng cái cắt cổ, nhảy vô tăng nhảy á, tôi treo nó thôi á, tôi quay được giết chúng nó nữa. Thôi giờ tôi quay bán nhiêu tiền á, thì tao mua chạy tiền tao mua cho, cái nó nói giờ tao không bán để thiếu thức ăn, để cho mà ba ăn. Nói trời ơi, ăn chi mà cho ba ăn, nổi đi trời, bác nhiêu đâu cũng mua hết trơn á. Cái giờ tôi bắt 16 con tử đó, 16 con. Nó nói vậy nhưng mà chờ tôi đi, tôi có bạn hết nha. Chạy tiền, tôi chạy tiền đi. Có xã hội đen á, cô mượn á, mà trong vòng 24 cái đồ phải trả cho nó. Cái bà không biết sao, nó biết nhà của tôi mà cô không trả được, quay quanh nhà đâu, tôi làm tàu biết có luôn á. Giờ lên cái xe là 2 triệu 2. Giờ ngày mai á, tôi đem là chó lên cho ông chứ. Ông có để được, tại vì tôi mượn cho xã hội đen, ông không cho để đâu. Thank you.